Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi rất là bực bội khi nghe thấy những người Việt kiểu bên Mỹ. Họ nói rằng, người Việt chúng tôi bên Mỹ thành công hơn người Việt tại Âu Châu. Tôi nghe mà hồi thấy đầu tiên thấy, đúng, họ liệt kê ra nhiều những con người. Và sau này tôi mới về nhà đặt câu hỏi, tại sao người tại Âu Châu lại không được thành đạt trong cộng đồng tại đây như bên Mỹ? Và tôi mới hiểu ra một điều. Đầu tiên, phải thay đổi tâm trí của chúng ta. Chúng ta là bậc phụ huynh phải thay đổi tâm trí. Nếu như bạn không dạy dỗ, không làm gương cho con của mình sự ham học, thì con chúng ta sẽ không ham học. Amen. Tôi rất thông cảm. Bản thân từ tôi cũng vậy. Có nhiều người ngồi ở trong căn phòng này, có thể ở Việt Nam, bạn đã trở thành ông này, bà nọ rồi. Nhưng vì chúng ta sang Đức này, và khi chúng ta làm ăn bên này, thì những cái bằng đại học, những kiến thức mà chúng ta đã có, chúng ta tạm thời gác sang một bên và không sử dụng. Chúng ta phải lao động tất cả những gì mà có thể lao động được. Và từ cái việc lao động đó mà con của chúng ta có thể là không nhìn thấy chúng ta có sự ham học, hoặc là cái tấm lòng chúng ta không đốt cháy cho nó với sự ham học. Nó học được đến một thời điểm nào đó rồi nó dừng lại, không cố hơn được nữa. Anh chị em ơi, khởi đầu quan trọng, nhưng kết thúc chúng nó cần phải cho nó xong. Có nhiều khi khởi đầu vào đại học, nhưng kết thúc thì chưa thấy tấm bằng nào. Hãy động viên con cái chúng ta. Amen. Học không phải là phạm tội. Học cao không mất đức tin. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng, chúng ta hãy hết sức như chúng ta có thể. Tất nhiên là mỗi chúng ta cần phải tránh trường hợp con chúng ta không học được mà là ép nó phải học. Hãy hiểu được cái khả năng của nó, đừng quá mù quáng. Vừa rồi tôi có đọc một bài báo tại bên Đại Hàn. Đại Hàn vừa rồi, trong kỳ thi đại học vừa rồi, đúng vào cái thời điểm thi đó, trước đó một tiếng đồng hồ, máy bay không được bay, ô tô phải cách xa khoảng bao nhiêu km không được chạy, để không ảnh hưởng tới các cháu ở trong phòng thi. Vừa dường như bây giờ tệ nạn tại Hàn Quốc, con cháu các sinh viên tự tử rất là nhiều. Họ đặt câu hỏi, vì sao lại có chuyện như vậy? Câu trả lời, vì từ 7-8 tuổi chúng nó đã học thêm rồi. Không hiểu Hàn Quốc học tập Việt Nam hay là Việt Nam học tập Hàn Quốc. Cái phong trào đi học thêm đó đã làm sức ép trên các con của họ. Và ở trên cái con sông bao quanh Hàn Seoul đó, có mấy cái cầu. Mà bây giờ mỗi cái cầu đó họ phải thành lập một cái toán công an, thường xuyên đi dạo và lắp những camera để thấy cô gái nào hoặc cậu thanh niên nào đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy lơ thơ đó là phải lập tức xuất hiện, nói là muốn chết à, từ từ nhé, đừng có chết vội nhá, bởi vì rất nhiều những con người tìm những cái cầu tình đó để tự tử. Anh chị em ơi, đừng ép con mình học để thỏa mãn tham vọng của đời mình không thành. Hãy xem khả năng của nó tới đâu, và nếu như nó có khả năng mà lười thì chúng ta cần phải giúp đỡ chúng nó để hoàn thành. Còn nếu chúng nó không có khả năng, đừng ép con. Amen. Đừng bắt vịt trở thành đại bàng, và đừng ép đại bàng sống với bầy vịt. Hãy xem ở khả năng chúng nó như thế nào. Đại bàng không thể làm công việc của vịt được. Nó không thể bơi lội cả mấy chục km được. Nhưng vịt không thể bay ở môi trường của đại bàng được. Vịt rất là cần, đại bàng cũng rất cần, nến rất cần, và các ngôi sao cũng rất cần. Chúa cần cả những ngôi sao và cả những ngọn nến. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, đừng quá thúc ép con cái mình. Amen. Tôi rất là coi trọng thế hệ trong tương lai. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em có vui không? Hallelujah. Hãy cùng tôi giờ sách Châm Ngôn đoạn 3. Tôi sẽ giảng lời Chúa bây giờ, sau đó chúng ta sẽ kêu gọi dâng hiến và đợi cho mục sư Lê Văn Dinh xuất hiện, nếu như ông đến kịp buổi nhóm trước khi kết thúc. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem sách Châm Ngôn. Chị Bình có thể cho tôi mượn cái bịch dâng hiến ở phía dưới ghế của chị. Dạ. Khi tôi tới, bắt đầu buổi nhóm, thấy mẹ của mục sư Valera ngồi ở hàng ghế trên. Tôi đến chào bà, và bà nói với tôi rằng, thế cái bịch dâng hiến đâu? Tôi bảo, để làm gì bà? Bà nói rằng, để dâng hiến. Tôi bảo, chưa đến giờ. Bà nói rằng là tôi chỉ nghe hát xong tôi đi.
vì bài giảng á, tôi sợ là người ta dịch sẽ mệt. Thế ra hãy đưa tôi dâng hiến. Tôi nói thôi, mọi người biết tại sao tôi bảo thôi không? Vì bà ở dân quê Ukraine. Và có những quê Ukraine tôi đã gặp họ rồi, vì tôi đã giảng ở đó mười mấy năm trước. Có những người dân quê Ukraine họ không biết đô la là gì hết á. Họ không biết tiền euro là gì hết á. Họ đang sử dụng coupon. Và khi tôi nói với bà thôi, bà cứ ngồi bà nghe giảng, bà hát tôn vinh Chúa là được. Bà bảo bà muốn dâng hiến. Và tôi cầm cái bịch ra, bà đưa ít tiền vào trong này. Thế nhưng số tiền không phải là nhiều so với bạn đâu. Bà dâng số tiền này. Và tôi ngồi như vậy, bỗng nhiên lòng tôi rất là cảm động. Tôi nhớ lại những câu chuyện trong Thánh Kinh. Và đây là bài giảng mà tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em. Đặc biệt hai buổi đại hội vừa rồi, mục sư Benny đã tới chia sẻ tại đây. Buổi thứ nhất ông kêu gọi dâng hiến. Buổi thứ hai ông nói về sự dâng hiến. Buổi thứ ba lại tiếp tục về sự dâng hiến nữa. Và không phải chỉ có anh chị em, mà nhà chúng tôi cũng ở trong cái điều đó. Và khi tôi nhận được một bài học rất là quan trọng, bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ vì sự giàu có của tôi và bạn. Dâng hiến có hai cái cách. Một là bạn cho tiền một người nào đó nghèo khổ trong trạng thái của người giàu hơn, giúp cho người thấp hơn. Người mà nhiều tiền giúp cho kẻ không có tiền, giống như của bố thí. Cái đấy là một kiểu dâng hiến. Cách thứ hai là sự dâng hiến với một thái độ trân trọng, kính trọng. Và Đức Chúa Trời, Ngài không phải là kẻ nghèo hèn để mà chúng ta bố thí cho Ngài. Mà sự dâng hiến này cũng là một hành động để nói về sự kính trọng của mình cho con người mà bạn dâng hiến tiền bạc, hoặc là Đức Chúa Trời mà đã cứu sống bạn. Thế là hỡi những đứa con, khi bạn dâng tiền của mình cho bố mẹ bạn, đừng với thái độ của một người bố thí cho kẻ ăn xin. Hãy dâng số tiền đó với lòng trân trọng của mình với người đã sinh thành ra chúng ta. Thế ra bạn có thể lựa chọn trong khi dâng hiến một trong hai hành động đó, hoặc là bạn bố thí. Và tôi kêu gọi những kẻ không hiểu rõ về sự dâng hiến, dâng hiến theo kiểu bố thí, hãy stop lại, đừng làm điều đó. Bởi vì khi bạn làm, bạn sẽ đánh mất số tiền của bạn và bạn sẽ trở thành lầm bầm. Bạn hãy đọc, suy ngẫm cho đến khi hiểu được điều mà dâng hiến là thế nào, để cách mà bạn dâng hiến có hạt giống của sự sống từ bên trong. Lời Chúa nói, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Mục đích không phải là Chúa lấy của bạn tài vật. Mục đích không phải Ngài lấy huê lợi đầu mùa của bạn, mà mục đích làm sao cho vựa lẫm của bạn đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Điều mà Chúa muốn là bạn nhận được nhiều hơn. Những ai làm cha giơ tay, những ai làm cha làm mẹ giơ tay tôi xem nào. Dạ, chúng ta làm cha mẹ, chúng ta rất ước ao cho con mình nhiều hơn. Nhưng tại sao có nhiều khi bạn nói rằng, nào cho mẹ đi nào, nào mẹ há miệng nào, à cho mẹ miếng bánh nào. Tại sao bạn làm như vậy? Bạn đang muốn dạy con của bạn có một thái độ tấm lòng đối với bạn. Và lời Chúa nói rằng, hãy lấy tài vật, huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tôn vinh. Ở đây bản dịch gốc nói rằng, hãy kính trọng Đức Giê-hô-va bằng tài vật và bằng huê lợi đầu mùa. Sự kính trọng rất là quan trọng. Hội thánh đầu tiên, tại sao họ đầy rẫy và dư dật, không ai thiếu thốn cái gì? Họ cầm cái phong bì, lắng nghe này, họ cầm cái phong bì trong đó có tiền dâng hiến, hoặc là số tiền dâng hiến đó không phải với thái độ với các sứ đồ như vậy này. Họ không kiểu dâng như vậy. Mọi người biết họ làm gì không? Họ làm gì? Họ làm gì? Họ đặt dưới chân của các sứ đồ. Hãy đọc lại trong công vụ mà xem. Họ đặt dưới chân của các sứ đồ. Anh chị em ơi, tôi muốn nói với anh chị em, để khiến cho việc làm của chúng ta mỗi một ngày Chủ nhật, hoặc mỗi một lần bạn dâng đó cho ai, đừng với thái độ bố thí. Họ không cần sự bố thí của bạn. Có rất nhiều người có thể cần số tiền bố thí đó. Nhưng bạn ơi, vì ngày mùa của bạn mà Chúa dạy chúng ta cách hay là thái độ làm sao để chúng ta dâng tiền. Lời Chúa nói,
hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà kính trọng Đức Chúa Trời. Amen. Và khi bạn làm điều đó chưa đủ sự kính trọng, hãy dừng lại trước. Hãy đọc về Ngài, hãy hiểu biết về Ngài. Rồi sau đó bạn sẽ thấy sự kính trọng tới với bạn. Và khi bạn kính trọng, bạn hãy làm điều mà bạn làm theo quán tính từ bao nhiêu năm vừa rồi. Amen. Amen. Những người làm chồng, khi vợ của bạn tặng một cái gì đó với thái độ thí hủi đó, bạn không thèm. Bạn đang ngồi ăn, vợ cầm cái bát phở đặt lên cách, miệng nói hốc đi. Thử hỏi có ông chồng nào có thể ăn được bát phở đó. Ngược lại, những ông chồng cầm bó hoa về đặt lên phạch, nghĩa vụ tôi phải tặng cô đó, còn cô không xứng đáng. Hoặc không nói câu nói đó, nhưng thái độ tương xứng như vậy. Tôi nói thật, chả có bà vợ nào vui mừng nhận món quà đó. Amen. Thế giới hỡi anh chị em, đừng dâng theo quán tính. Hãy nhìn số tiền của mình với tấm lòng kính trọng Đức Chúa Trời, thì bạn mới gặt được. Vựa lẫm của bạn sẽ dư dật, thùng của con sẽ tràn rượu mới, niềm vui luôn luôn ở trong gia đình của bạn, với một điều kiện: hãy tôn trọng Đức Giê-hô-va. Amen. Hallelujah. Lấy ví dụ sự kính trọng Ngài rất là quan trọng. Sự kính trọng Ngài liên quan tới sự giàu có của bạn. Tôi biết có một số những con người, tất nhiên không phải ở tại Berlin, ở bên Nga, ở bên Thụy, bên Tiệp Khắc, họ biết rằng là buổi nhóm đông người, thành ra miệng họ hơi hôi, và cho nên họ ăn kẹo cao su. Không ai chống anh chị em ăn kẹo cao su, nhưng trong khi bạn nghe lời giảng hay là trong khi thờ phượng Chúa, bạn mà nhai kẹo cái kiểu mà ăn rơm thì trông nó không coi được. Có những người ngồi trong phòng nhóm nghe lời Chúa giảng mà ngồi như vậy, nghe kẹo cao su mà nghe cả tiếng hát nữa cả. Và như vậy cái đó nó không kính trọng Đức Giê-hô-va. Tôi thử hỏi bạn, cũng là con người đó, bạn vào sở ngoại kiều để gia hạn giấy tờ, bạn có kiểu nói chuyện với cái người làm giấy tờ cho bạn với cái kẹo cao su trong miệng và tiếng âm thanh phát ra từ miệng như vậy không? Bạn không vào gặp cái người mà làm giấy tờ cho bạn với thái độ đúng không ạ? Anh chị em ơi, hãy lịch sự. Amen. Hãy kính trọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa tại đây. Amen. Anh chị em còn nhớ hai vị đại biểu quốc hội đứng ở trên này không? Đứng trên này không? Nhá. Nhiều khi họ sợ là mang tiếng đến hội thánh, nhưng khi nói chuyện với Martin, anh có biết rằng trưởng đảng của anh con của ông nào không? Họ nói rằng bà đấy là con của vị mục sư. Tại sao có nhiều sự may mắn như vậy? Anh chị em ơi, hãy kính trọng Đức Giê-hô-va. Ngay cả sự dâng hiến của bạn, Chúa không nghèo để cần tiền bố thí của bạn, nhưng Ngài cần tấm lòng của bạn. Amen. Câu kinh thánh tiếp theo, sách Mác đoạn 12 câu 41 trở đi nè. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng. Có thể nó giống như cái này và to gấp mấy chục lần hơn. Coi dân chúng bỏ tiền vào thẻ nào, có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mù quáng nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Tiếp theo, Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mù quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thầy những người bỏ vào đó. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mù này nghèo cực lắm đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Câu chuyện rất là cảm động. Một người đàn bà quá nghèo mà bỏ tiền dâng 2 đồng, và mỗi đồng đó bằng 1/4 xu. Nó giống như trinh ngày xưa vậy. Nó rất là nhỏ, số tiền nhỏ nhất á. Có thể bây giờ là cỡ bằng 2 xu, 2 sen, thả vào cái bịch dâng hiến này, nghe đến cách cách. Đối với những người giàu nhìn thấy hành động đó, nghĩ rằng bà này, 2 xu này mua được cái gì mà làm cho điếc tai người khác. Chúa nhìn thấy và Ngài gọi các môn đồ Ngài lại, dạy một bài học rất là quan trọng. Ngài nói rằng người đàn bà này không phải chỉ dâng 2 xu, mà bà ta dâng cuộc đời của bà ta vào cái dương này này. Những người giàu dâng của dư của mình, khi họ đi của dư còn lại trong dương này. Những người đàn bà này, khi bà ta đi rồi, ta vẫn thấy bà ta ở trong cái dương này.
bà ta dâng cuộc đời của bà ta dâng tất cả những gì mà bà ta sống cho ta vậy. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đối với Chúa không quan trọng là số lượng, đối với Chúa quan trọng là cái mà bạn dâng đó đối với bạn như thế nào thì đối với Ngài như vậy. Nếu như số tiền đó đối với tôi là của thừa thì đối với Ngài nó cũng là của thừa. Còn nếu như nó đối với tôi là sự quý trọng thì Ngài cũng quý trọng như vậy. Ở một hội thánh dân tộc thiểu số, mà người dân tộc thiểu số họ ít dùng tiền lắm, thành ra họ hay mang của đầu mùa tới dâng. Thành ra khi ông mục sư giảng, một góc đó là lợn gà ngan ngỗng kêu quang quác như vậy, người ta mang ngỗng ngan, mang gà, mang vịt, mang lợn để đến dâng, họ không có tiền nhiều. Và có một người thanh niên ở trong buổi nhóm đó rất là yêu mến Chúa, người ta có lần lượt đến dâng hiến, đến lần lượt đến dâng hiến. Ông kể rằng hội thánh rất là lớn, thành ra phải đến mấy tiếng đồng hồ trên cứ phải hát để cho người ta mang lợn, mang gà để xếp hàng để cho vào cái chuồng ở ngay sát hội thánh, và nó kêu âm ĩ hết cả. Và ông đang thờ phượng Chúa như vậy, không thích chàng thanh niên kia đâu. Đến khi ông đến cầu nguyện để Chúa ban phước cho cái chuồng đủ các loại vật đó, thì thấy cậu ngồi ở trong đó. Ông hỏi: "Ê con, sao con ngồi ở kia?" Cậu đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng, nói rằng: "Mục sư ơi, người nào cũng có cái gì đó để dâng, con không có cái gì hết. Thầy sao con đi vào với chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn này, con dâng chính mình con ngồi luôn cùng với chúng nó." Mục sư rất là cảm động, vì anh chàng đó dâng chính mình cho Đức Chúa Trời cùng với vịt gà ngan ngỗng và lợn. Người đàn bà này cũng làm y chang như vậy. Và bạn ơi, có một điều mà đối với tôi cảm động, Chúa Ngài không những chỉ nhìn vào hai đồng xu của bà, mà Ngài còn nhìn ở trong túi của bà còn lại bao nhiêu. Mọi người hiểu không? Ngài nói rằng bà này hết rồi đấy. Có rất nhiều người họ chỉ quan trọng cái gì bạn cho họ thôi, còn sau đó cuộc đời của bạn như thế nào, trong ví của bạn có bao nhiêu, họ không quan trọng, miễn là có lợi cho tôi. Còn Đức Chúa Trời Ngài quan tâm tới sau khi bạn dâng bạn còn lại bao nhiêu. Mà Chúa đã quan tâm bạn còn lại bao nhiêu thì có nghĩa là tôi và bạn không thể chết được. Amen. Lời này dành cả cho tôi và vợ tôi nữa đấy, chứ không phải chỉ dành cho bạn đâu. Nếu bạn dâng cho Ngài đúng bởi đức tin và sự kính trọng, Chúa Ngài sẽ ban phước cho bạn. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo, Các Vua 1 đoạn 17. Các Vua 1 đoạn 17 kể một câu chuyện rất là lạ lùng. Và khi đọc câu chuyện này, tôi nhớ lại hai nhân vật Henry Hinn và Benny Hinn vừa rồi. Chúng tôi nhớ ngày đầu tiên khi Chúa kêu gọi chúng tôi dâng hiến tiền bạc. Chúng tôi dâng hiến và hai vợ chồng nghĩ rằng coi như xong nhá. Nghĩa là nhiệm vụ của đợt đại hội này coi như xong. Ta làm xong rồi, chúng tôi đứng cùng với mục sư Valera ở dưới này và cầu nguyện sự sức giàu mạnh mẽ. Sáng ngày hôm sau, anh trai của Benny Hinn giảng lại nói tiếp về sự dâng hiến. Ông nói rằng hôm qua là của hôm qua, hôm nay là kiểu khác. Tôi suy nghĩ và có rất nhiều khi ngạc nhiên tại sao lại như vậy. Kết thúc buổi đại hội vừa rồi, có một trưởng lão bên tiệm khác gọi điện thoại tôi rằng: "Mục sư ơi, thành công rồi." Tôi bảo: "Có chuyện gì?" Anh ấy nói rằng trước đây gần 10 năm trước, tôi đã đến tại Stuttgart. Và khi đến sự dâng hiến, tôi và vợ tôi đã đùng đùng ra xe ô tô bỏ về tiệm khắc. Vì tôi không hiểu được thế nào sự dâng hiến, thấy dã man quá mục sư ạ. Nhưng cảm ơn Chúa, sau gần 10 năm thuộc linh tôi phát triển, tôi hiểu ra rằng đây là một nguyên tắc giàu có. Và đây là câu chuyện, có một người trong Kinh Thánh dã man hơn cả Benny Hinn, dã man hơn cả Henry Hinn nữa cơ. Đó là ông tiên tri Eli. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Eli rằng: "Hãy trồi dậy đến, đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon. Và ở tại đó kìa, ta đã truyền cho một người quá mụ ở thành ấy lo nuôi ngươi." Vậy người đứng dậy đi đến Sarepta. Khi đến thành cửa thành, người thấy có một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: "Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống." Hay là nghe này, hơn 2 năm rồi, mưa chưa có một giọt nào rơi xuống đất đó nhá. 2 năm hạn hán mà điều đầu tiên ông xin rằng hãy cho ta uống nước, hãy cho ta uống nước. Cái điều đó là giống như máu của họ vậy. Người Việt Nam có một câu nói cho những người lái xe rằng: "Yêu xe như con, quý xăng như máu." Và thời điểm này họ yêu nước như máu của họ vậy. Ông đến ông đòi một cái điều xa xỉ phẩm: "Hãy cho ta uống nước." Tiếp theo, nàng bèn đi múc nước.
Nhưng người lại kêu lại và nói với nàng rằng: cũng hãy đem trong tay ngươi có cho ta một miếng bánh nữa. Kinh không? Dã man. Nàng đáp: tôi chỉ mang sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết. Bữa ăn cuối cùng ăn rồi để chết. Tiếp theo: nhưng Eli đáp rằng: chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: bột sẽ không hết trong vò, dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Câu 15: vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Tôi và vợ tôi 7 năm sống bên Nga, hiểu được thế nào là dầu không hết ở trong bình, thế nào là bột không hết ở trong thùng. Anh chị em tưởng tượng, người đàn bà đó, ông bà nói rằng chỉ có một nhúng bột làm đủ cho tôi và con trai tôi ăn để mà chết. Ông là một người đàn ông lực lưỡng thế kia, suất ăn của ông bằng 3-4 suất của tôi vậy. Một nhúng bột mà ông nói rằng: hãy đi làm cho ta một cái bánh trước, mang ra đây cho ta ăn, rồi sau đó vào làm tiếp cho ngươi và con ngươi. Làm cho ông rồi còn gì đâu mà làm tiếp cho ngươi và con ngươi nữa. Như ông nói rằng, khi ngươi hành động như vậy thì bột lại xuất hiện ở trong thùng và dầu sẽ xuất hiện. Làm việc bởi sự vâng lời và đức tin, hành động bởi vâng lời và đức tin, hành động bởi sự vâng lời và đức tin. Và câu chuyện mọi người đã không cần phải giải thích thêm, bà ta đã hành động như vậy. Và cuối cùng phép lạ xảy ra. Hãy lắng nghe, đừng làm một việc gì mà bởi ai đó thúc ép, hãy làm bởi Chúa phán. Nếu bạn không biết Đức Chúa Trời là ai thì bạn đừng làm theo cái việc này. Còn nếu bạn biết Chúa là ai và Chúa phán với bạn như thế nào thì hãy chộp ngay cơ hội để làm. Amen. Ai đã biết mục sư Samson, giơ tay tôi xem nào. Ông đã đến với chúng ta nhiều lần. Lần trước ông đến đây, chúng tôi để hai vợ chồng đến khách sạn nói chuyện với ông khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Vì tôi nhận thấy rằng con người này là một con người đầy phước của Đức Chúa Trời. Hội thánh của ông tại Ấn Độ 15-20.000 người. Và cuộc sống của ông ấy, sự thịnh vượng về tài chính dư dật. Tôi muốn học thành công của người khác. Tôi muốn hỏi ông, làm sao để ông có thể thành công như vậy được trong tài chính? Ông nói rằng, hãy lắng nghe này. Ông nói rằng, một là hãy chộp đến những cơ hội mà Chúa phán với bạn khi dâng hiến. Hai, khi dâng hiến tiền bạc, hãy trân trọng và kính trọng nó, cầu nguyện. Còn dâng số tiền này, còn chờ đợi mùa gặt đến với con. Và anh chị đã được nghe rồi. Có một số người làm chứng tại đây, khi họ dâng hiến như vậy, họ đã nhận lãnh được phước hạnh. Amen. Mọi người muốn nghe không? Muốn nghe không? Mời Minh lên phía trên này nào. Lên phía trên, ai bảo gật đầu. Lên phía trên này, làm chứng xem. Xin mời nào. Hãy dũng cảm để cho nhiều người khác cũng được hưởng phước giống như vậy. Nếu mà xấu hổ đứng phía dưới cũng được. Hello, hello. Nào, điều gì xảy ra để mà có được bằng lái xe, điều gì xảy ra được có chiếc xe Mercedes, làm chứng xem. Nào, ai là người muốn có xe ô tô, giơ tay tôi xem nào. Ô tô đẹp đấy. Ai là người muốn có bằng lái xe, giơ tay, tôi là người tiếp theo. Ok. Ok, nào bây giờ, điều gì xảy ra với mình? Không cần nói trước, vì nó là sự thật thì đâu cần phải nói trước. Trước ra trước tòa thì không cần phải chuẩn bị lời hay, cứ nói lập bập nhưng mà chân thật là được. Ok, nào, điều gì xảy ra nào? Em bằng lái xe thì là thi lý thuyết thì có một lần thì rất là ok, nhưng mà thực hành thì như nào 3 lần rồi mà vẫn trượt. Hay là cái lần cuối cùng đấy, tuần đấy được nghe một sư giảng là hãy dâng hiến và cầm đồng tiền trên tay và chờ đợi cái mà mình muốn, cái ước mơ của mình, cái mà mình đang chờ đợi. Thế là em cầm, khi mà em cầm tiền em dâng thì em bảo Chú ơi, cái này là bằng của con nhé. Cái này là bằng lái xe của con. Bằng lái xe của con. Thế là cảm ơn Chúa. Thì tuần đấy em mới đi thi lái xe xong bằng. Được bằng luôn. Được bằng luôn. Mặc dù là mày
giống như là chú báo trước ấy, em mới mơ ước bảo ok mình rất là run khi mà thi bằng thì mong sao mà nó tắc đường là đâu chứ tắc đường lâu lâu thế mà tắc đường 15 phút tắc đường 15 phút rồi xong rồi đến khi mà người ta đưa bằng nhà em bảo hãy đi tốt tới đây nếu như ngài có xe thì hãy đi tốt như thế. Thế xong em bảo ồ khi nào mình có xe tắc thế em mới bảo thế tuần đấy em ấy tiếp tục cầm tiền lên bảo chú ơi cái xe Mercedes A-Class của con xin xe gì xe Dacia A-Class Mercedes Mercedes A-Class của con thì con xin tuần này xin chùa cho bán cho con tuần này. Thế là đúng trong ý toàn trang tuần đấy thì em xem được một cái xe em từ xem ở trên mạng thôi xem cái xe giống như là ý của em vậy em đi xem em đi lúc đấy là em đi xem một mình xong rồi sau đấy em mới nhờ người đi xem nữa mà anh ấy bảo ô sao em phụ nữ mà em phải tìm được cái xe ngon thế thế là em lấy luôn. Đấy, trong vòng 2 tuần thì em vừa có bằng xong rồi vừa lấy xe luôn nhưng mà đúng với ý giống như mục sư giảng là cầm khi mà mình dâng hiến mình cầm cái đồng tiền tay và xin với Chúa rằng cái gì cái mơ ước của mình cái mong muốn của mình ước ao của mình thế là 2 lần liền em ước ao mà Chúa cho em. Hãy vỗ tay cảm ơn Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúa ban phước. Hãy lắng nghe này. Cái ước ao của mình ấy, nó phải hợp lẽ với Đức Chúa Trời. Bạn không thể dâng cầm tiền ra tay dâng hiến ngày hôm nay và nói rằng Chúa ơi, cái thằng hàng xóm mà nó bán hàng bên cạnh con ấy, cho nó chết luôn đi. Hoặc là bạn ước ao có khoảng Chúa ơi con dâng số tiền này và chờ đợi khoảng 400 triệu euro sắp tới được nhận. Chúa bảo thế có 400 triệu để làm gì? Tôi cũng chưa biết làm cái gì nhưng miễn là có trong tay đã. Chúa nói rằng không thể cho ngươi được vì ta biết khi ngươi nhận vào ngươi sẽ dính mông lít ở casino suốt ngày và gia đình ngươi sẽ tan nát. Thế ra những cái mà nó hợp lẽ và điều tốt cho chúng ta nữa. Amen. Ok, một đoạn kinh thánh tiếp theo cũng nhân vật này, sau khi một thời gian sống thì Chúa lại tiếp tục kêu gọi Eli làm một việc khác. Các vua 1 đoạn 18, Chúa nói rằng hãy tập hợp tất cả dân Do Thái lại bởi vì họ đang thờ lại các thần tượng, bây giờ ta sẽ khiến họ quay trở về với ta. Và ông Eli nói rằng ok, gọi lại và 850 các thầy tiên tri giả tập hợp lại. Ông nói rằng nếu như thần của ngươi là Đức Chúa Trời thật thì nguyên lửa từ trời giáng xuống của lễ thiêu, còn nếu như Đức Chúa Giê-hô-va của ta là thật thì của lễ thiêu của ta sẽ bốc lửa. Các thần thầy tế lễ bên kia 850 người nhảy múa kêu hát mà không thấy có lửa đổ xuống. Cuối cùng đến lượt Eli, người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va chung quanh bàn thờ. Người đào một cái mương đựng được 2 đấu hột giống, rồi chất củi xả bò tơ ra từng miếng và sắp đó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước. Ồ, 3 năm trời không một giọt nước. Anh chị em tưởng tượng cả một đám dân đông hơn cái kỳ vừa rồi đại hội của chúng ta. Có thể hàng chục ngàn người tập hợp lại, trong đó có bà già trẻ con dưới trời nắng lửa như vậy. Nước rất là quan trọng. Thế mà ông ấy nói rằng hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Phí phạm, phí phạm, phí phạm. Dã man, dã man, dã man. Nước để cho trẻ con bà già uống mà bây giờ lại chắc từng giọt một giống như nước bây giờ, giống như hạt sương vậy. Mà bây giờ mang đến cho ngươi những 4 bình nước để làm gì? Rồi lại đổ trên đó, chảy xuống dưới đất này, phí phạm quá đi. Không có một lòng nhân đức nào hết. Tiếp theo, người lại nói, hãy làm lần thứ nhì. Thì người ta làm lần thứ nhì 4 bình nước nữa. Kiệt quệ quá rồi. Buổi sáng hôm sau lại dâng hiến tiếp. Còn gì nữa đâu. Và nghĩ rằng như vậy là đã đủ lắm rồi. Đến buổi tối hôm đó, lại buổi thứ ba, người tiếp rằng hãy làm lần thứ ba. Và họ làm lần thứ ba đến nỗi nước chảy xung quanh bàn thờ đầy cái mương nữa. Trong khi trẻ con bà già đang khát cháy cổ thì nước chảy trên đất này linh láng. Sao mà dã man quá. Tiếp theo câu kinh thánh tiếp theo này, 41-45. Sau đó Eli đã cầu nguyện, lửa đổ xuống trên cột lễ thiêu và bắt đầu cầu nguyện. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng hãy đi lên ăn và uống vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn.
Hãy nhắc lại cùng tôi, mưa lớn. Dạ, cái vấn đề đổ nước vừa rồi 3 lần liên tục như vậy đó. Bởi vì vị tiên tri này biết được rằng sẽ có mưa lớn. Còn số nước này các ngươi uống cũng sẽ chết thôi. Nhưng sắp tới có mưa lớn. Có mưa lớn là điều quan trọng. Vì cơn mưa lớn cho nên ta làm ngày hôm nay. Vì cơn mưa lớn từ Đức Giê-hô-va cho nên ta làm điều mà con người nhìn thấy là dã man và là phung phí. Vậy Ahab trở lên núi, trở lên đặt ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Tiếp theo, bọn người nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng, hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Tiếp theo, đến lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía biển có một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng, hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại trăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió thổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Đến bây giờ, 4 bộ quần áo của tôi vẫn chưa xuất hiện. Anh chị em tưởng tượng, ngày nào cũng chờ đợi post mang đồ tới. Ngày nào cũng xuống để xem ở trong đó có cái giấy ra để nhận hàng không. Vẫn chưa tới 7 lần. Nhưng mà hãy chờ đợi. Hallelujah. Vào ngày hôm qua, hôm thứ 6 tôi được nghe thông tin rằng ở Mỹ có cơn bão lớn. Thành ra nó phải từ từ chờ đợi. Tôi rất là con trẻ. Món quà gửi cho mình, hãy chờ đợi thật là vui mừng. Ông cho tôi 2 bộ, tôi đòi 4 bộ gấp đôi. Cơn mưa lớn. Ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về sự dâng hiến vừa rồi, trong kỳ trại vừa rồi, trong đại hội vừa rồi. Vì cơn mưa lớn anh chị em. Thế thì những người nào mà bạn đã tham dự vào đổ nước trên của tế lễ những 3 lần như vậy đó, chảy lênh láng đó, mà vừa lòng xót xa đó, hãy chờ đợi cơn mưa lớn, hãy chờ đợi cơn mưa lớn, hãy chờ đợi cơn mưa lớn. Cả tôi và vợ tôi cũng nằm trong cái chờ đợi cơn mưa lớn, cái chờ đợi cơn mưa lớn. Amen. Hôm đầu tiên đã đổ hết rồi, hôm thứ hai lại làm lần nữa. Tưởng là xong sạch sành xanh rồi, lần thứ 3 lại làm nữa. Nhưng anh chị em ơi, tại sao họ thừa biết rằng người ta nghĩ gì về họ? Đến bạn còn nghĩ được điều đó, uống chi là họ là tôi tớ Đức Chúa Trời. Nhưng bạn ơi, hôn nhân của ông ta bị đổ vỡ. Nhưng sự dâng hiến của ông cho vị mục sư đó, 2000 mỗi một tháng đó, đã dừng lại sự mất mát của ông ta. Rồi phục hồi lại những điều gì đã mất. Rồi sau đó lại dư dật hơn nữa 3 điều. Mà Chúa đã nói với ông rằng hãy đi giao truyền sứ điệp đó cho dân sự ta khắp thế giới, để họ cũng được phước. Bởi vậy cho nên họ chỉ đơn giản vâng lời Ngài mà thôi. Amen. Và tôi và bạn cũng sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời để thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi cơn mưa lớn. Amen. Mời anh chị em đứng dậy cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mời ban tôn vinh lên phía trên. Sẽ châm ngôn nói chúng ta rằng hãy kính trọng Đức Giê-hô-va bằng tài vật và bằng huê lợi đầu mùa. Tấm gương của người đàn bà quá dâng 2 đồng xu 1/4. Eli đã làm những điều mà chúng ta không thể hiểu nổi. Bởi vì bột và dầu không cạn, cho nên ông ta đã đòi hỏi người phụ nữ kia làm cái bánh cho ông ta ăn trước, để phép lạ xảy ra. Tất nhiên trong thế giới này có rất nhiều những kẻ tham lam. Họ luôn nghĩ đến bản thân của họ, nhưng kết quả sau khi họ lấy của người ta, người ta bị kiệt quệ và người đó cũng không khá gì hơn. Bởi vì có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều những người có thủ đoạn như vậy. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy Chúa muốn làm một điều vĩ đại thì chúng ta bị ảnh hưởng trong tâm trí của mình. Nhưng bạn ơi, hãy lắng nghe tôi nói. Nếu như Đức Chúa Trời sử dụng những con người đó thật là lớn và vĩ đại, nếu như cuộc sống của họ được phước, họ muốn dạy chúng ta cái nguyên tắc được phước như vậy, hãy làm và vâng lời, chờ đợi phép lạ xảy ra trong đời sống của bạn. Amen. Eli đã đòi hỏi 3 lần nước, sau đó đổ trên của lễ, đổ trên của lễ và phép lạ xảy ra, mưa lớn đổ xuống. Bạn ơi, tôi và bạn đang cần cơn mưa lớn về tài chính. Tôi và bạn đang cần cơn mưa lớn về hạnh phúc gia đình. Tôi và bạn đang cần những cơn mưa lớn về những ý tưởng trong công ăn việc làm. Bạn ơi, những ý tưởng sẽ mang tới tiền cho bạn, ý tưởng mới ban tiền cho bạn. Sự chúc phước của Đức Giê-hô-va sẽ mang lại chúng ta những điều như vậy. Amen. Ok, chúng ta hãy cầm tiền trong tay của mình. Những người nào thực sự chưa hiểu được về vấn đề dâng hiến, hãy từ từ,
hiểu về Đức Giê-hô-va. Rồi bạn chủ nhật 6 tháng sau vẫn còn kịp. Nhưng tôi rất là mong muốn cho mỗi chúng ta cùng nhau chờ đợi cơn mưa lớn đến với chúng ta. Amen. Hát bài hát không? Hãy cầm tiền ra tay của mình nào. Và bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa với một tấm lòng kính trọng. Trước khi chúng ta cầu nguyện dâng hiến và ban tôn vinh sẽ hát, tôi muốn bạn hãy suy nghĩ ở trong tâm trí của mình và tự nói với mình ít nhất là 5 phép lạ mà từ khi bạn tin Chúa cho tới bây giờ bạn đã nhận được từ Ngài. Và khi bạn nhớ được 5 phép lạ đó thì bạn hãy cảm tạ Chúa. Và khi bạn cảm tạ Chúa như vậy thì bạn sẽ có lòng kính trọng Ngài. Và khi bạn kính trọng Chúa như vậy, tôi mới có thể cầu nguyện cho bạn để bạn dâng tiền cho Ngài với một lòng kính trọng. Sự dâng hiến của bạn ngày hôm nay giống như tôn vinh, giống như thờ lạy Ngài vậy, bởi tấm lòng kính trọng của bạn. Hãy nhớ lại từ lúc bạn tin Chúa cho tới bây giờ, 5 phép lạ Chúa làm cho bạn. Còn những người mà bạn chưa thấy phép lạ nào thì bạn có thể ngày hôm nay đứng cầu nguyện: Chúa ơi, hãy làm phép lạ cho con. Con thực sự chưa thấy phép lạ nhưng con thực sự kính sợ Ngài. Hãy cho phép con cũng tham gia vào sự dâng hiến ngày hôm nay để con chờ đợi cơn mưa lớn sắp tới. Con cảm ơn Ngài. Tôi để cho anh chị em một phút để tự nhắc cho bản thân mình biết những phép lạ. Đừng quên ân huệ của Ngài. Ngài chữa bệnh tật cho ngươi, Ngài giải thoát mạng sống của ngươi, tha thứ tội ác của ngươi. Ngài luôn bên cạnh mỗi chúng ta an ủi và nâng đỡ. Ngài dạy dỗ bảo vệ con cái chúng ta, tài sản chúng ta. Hãy nhắc cho bản thân mình biết những phép lạ đó. Còn 20 giây nữa tôi sẽ cầu nguyện cho hạt giống của bạn. Nào, chúng ta cầm tiền ra tay của mình nào. Và hãy nhìn vào hạt giống đó, chờ đợi ngày mùa mà giống như Chúa đã làm trong đời sống của Minh vậy. Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì hạt giống được gieo vào công việc của Ngài. Con cầu nguyện cho ước mơ của những người công bình Ngài làm thành, sự ban phước của Ngài trên tài chính của chúng con. Chúng con thực sự yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài. Chúng con cần tiền, sự ban phước cho chúng con qua công ăn việc làm, sức khỏe của chúng con, để chúng con không phải làm ra mà mất. Chúa giúp chúng con bảo vệ được tài sản chúng con đã có. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó những hạt giống này vào nước của Ngài. Nguyện nhiều linh hồn được cứu qua hạt giống này. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Mời ban tôn vinh. Chúng ta hát tôn vinh Chúa trong đó. Trong lúc đó chúng ta sẽ dâng hiến tiền bạc trong sự tôn vinh Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.